chỗ có nhiều cái nhìn không đẹp. Như cái áo hồi nãy mẹ tôi lấy rồi, bà thấy không? Có sao làm miệng không? Rồi, thấy là thấy trắng trắng mà. Áo len á. Nhưng mà len, len sợi nhỏ đó, nhỏ mà gần gần nhau á. Chứ không phải là len bự vậy. Cái gì vậy? Gần hay gì vậy? Cái này có, không có à? Mà tụi mấy ăn nhìn mà ngoài trời nhìn mấy. Ủa chứ nó cũng ngoài trời chứ gì. Nghĩ là xung quanh nó có dịch tù, hiểu không? Đây là nhìn nó khoáng, nó mát. Mà húi cống quá nè. Đúng rồi, ngoài đây húi cống. Xong cái thằng đó gờ gờ thì bây giờ tôi tức cái thằng đó mà tôi muốn đi học võ lại cái mày. Không phải quýnh nó lại là nó quýnh mình phải quất nó lại mày. Mày cũng dữ dằn quá mà. Dữ gì chứ, không lẽ giờ mình đứng im cho nó quýnh mày đúng không? Tao giờ tao sợ tao nét luôn đó. Sợ gì? Mày sợ nó còn khoái nữa. Cái gì vậy đó? Mày tới đâu mày quất luôn. Mới đúng. Nó tính đi về rồi. Mấy vụ có
không nhỉ? Hên đầu hên không, lâu lâu nữa em có hên. Như Di ở bữa cũng hên hơn mà nay đâu có đúng nữa đâu. Nó đúng rồi, chứ không có đợt rồi. Sao mà tại mấy ổng cũng chi nhiều quá. Công nhân thì có trăm mấy nè. Mà chi nhiều quá thì chắc cơ hội đúng nhiều hơn chứ. Tao số thì có một lại gì mà hơn chưa là thua. Tao mà đi thi mà quấn lội lên mấy cái vụ quấn lội đó không có cái nào trúng lắm. Vậy hả? Ừ, số không? Điên vậy mày. Tao phải thi cái nghiệm đó. Em thua. Không, mình rất nghiệm á, nói chung là không có cao nhưng mà tỷ lệ là 50-50 cũng được, ý là gì đó. Đến nỗi mà hồi đó tao thi mà tao học bài tủ á. Học bài tủ là thế nào cũng đè ta. Tao học, bây giờ tao học hết luôn, toàn đúng rồi một câu tao là biết không học vô đúng hai câu đó. Tao cũng vậy á, tao học tủ là bị vậy á. Tao số tao vậy mày ơi. Thì đó tao đi thi tốt nghiệp đó. Không phải thi gì ta, thi bình thường mình cấp màu bộ có cấp cái gì thi học kỳ màu á, học sử là 12 nữa, tự thấy nhiều đâu làm biến đâu học đâu mày, lo học mấy cái môn kia không, xong tao vô tao học tủ, vô bị tủ đè luôn, quất như 1 điểm 3 điểm gì đó, trời ơi tôi sợ chết luôn, xong bắt đầu kỳ hai bắt đầu tao muốn học sử, tao muốn sử học riết luôn, mấy môn kia là dạy học mà không có chăm chú nhiều á. Xong hả? Mỗi khi mà bữa tôi nhớ đi học lớp 8 hay lớp gì nè. Rồi đọc bài bài mày. Bắt hả? Không. Cái cậu nhỏ hiếu mà tao không học mày. Bây giờ tao không thích vô rồi, tao giờ hy vọng hết vô rồi. Nó là nhỏ hiếu. Mà tao không biết sao mà vô cái đó luôn ngay vậy. Chứ không mà tao quay xong rồi. Ghê, tụi bây giờ tao nhỏ xíu làm đầu lấy tao quấn, tao quấn. Mà nhát ghen đâu giờ dám quay được, tao để nó luôn vậy. Từ đó giờ tới năm lớp 12 là tao không có quay bài luôn. Đó là coi đẳng không có đồ quay. Yeah. Chứ tao học 12 năm nay là không dám quay bài luôn á. Còn tao quay mà tao dám coi. Hồi đó tao học mà tao không dám quay bài á. Mày cứ quay chỉ tao. Tao không dám quay, tao không dám quay à.